Xin chào quý vị và các bạn. Ngọc Mai xin chào mừng quý vị đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một giai đoạn đầy biến động của lịch sử Việt Nam, cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, xoay quanh câu hỏi ai thực sự là người thống nhất đất nước? Vua Quang Trung hay vua Gia Long? Tôi thú thực là từ trước đến nay tôi luôn nghĩ đó là vua Quang Trung. Liệu suy nghĩ của tôi có đúng không nhỉ? Để giải đáp thắc mắc này, hôm nay chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp nhà sử học Nguyễn Trần Bình. Xin chào anh Bình. Xin chào Ngọc Mai, xin chào quý vị thính giả. Điều thú vị là câu hỏi này đến nay vẫn còn gây nhiều tranh luận. Ngọc Mai nghĩ vua Quang Trung là người thống nhất đất nước. Vậy Mai có thể chia sẻ lý do tại sao lại nghĩ như vậy không? Dạ vâng, vì tôi được học là vua Quang Trung đã lãnh đạo phong trào Tây Sơn đánh bại quân Thanh và quân Siêm chấm dứt sự chia cắt đàng trong đàng ngoài. Tôi nghĩ đó là thống nhất đất nước rồi chứ ạ. Đó là một suy nghĩ rất phổ biến. Sự thật là trước khi nhà Tây Sơn xuất hiện, đất nước ta đã bị chia cắt thành đàng trong và đàng ngoài hơn 200 năm. Tưởng tượng như một gia đình mà anh em bất hỏa, chia nhà ra ở vậy. Vậy là giống như anh em nhà Tây Sơn đã đứng lên dẹp loạn, gắn kết lại đất nước. Đúng vậy. Ba anh em nhà Tây Sơn đã làm nên những chiến công lẫy lửng. Nguyễn Huệ, tức vua Quang Trung, là một thiên tài quân sự. Ông đã đánh tan quân Xiêm ở miền Nam, rồi lại thần tốc ra Bắc, đánh bại 29 vạn quân Thanh. Sao? 29 vạn quân? Thật là kỳ tích! Điều thú vị là chiến thắng này không chỉ thể hiện tài năng quân sự của vua Quang Trung, mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết của dân tộc ta. Như một nắm đấm, siết chặt, sức mạnh vô địch. Nghe anh kể mà tôi nổi cả da gà nhưng sau khi đánh bại quân Thanh, đất nước đã thống nhất hoàn toàn chưa ạ? Đây mới là điểm mấu chốt. Tuy vua Quang Trung đã dẹp loạn chúa Trịnh ở đàng ngoài, nhưng lúc này đất nước vẫn chưa thực sự thống nhất. Nguyễn Nhạc vẫn nắm giữ một phần lãnh thổ, còn Nguyễn Ánh ở phía nam vẫn đang nuôi trí phục thủ. Tình hình lúc bấy giờ giống như Tam Quốc vậy. Ồ, vậy ra lúc đó đất nước vẫn còn chia ba. Điều này thú vị quá. Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra? Sau khi vua Quang Trung qua đời, nhà Tây Sơn bắt đầu suy yếu do mâu thuẫn nội bộ. Nguyễn Ánh nhân cơ hội này từng bước củng cố lực lượng, mở rộng lãnh thổ. Cuối cùng, vào năm 1802, ông đã đánh bại hoàn toàn nhà Tây Sơn và thống nhất đất nước. Vậy là người thực sự thống nhất đất nước là vua Gia Long? Chính xác. Mặc dù vua Quang Trung có công rất lớn trong việc đặt nền móng, nhưng người hoàn thành sứ mệnh thống nhất đất nước lại là vua Gia Long thật bất ngờ với bài học lịch sử mà chúng ta rút rút ra được từ câu chuyện ấy, anh Bình. Bài học lớn nhất chính là khát vọng thống nhất, độc lập của dân tộc ta. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, biến cố, nhân dân ta luôn khao khát một đất nước thống nhất, hòa bình. Điều này rất quan trọng, Ngọc Mai ạ. À. Vâng, đúng là như vậy. Qua câu chuyện hôm nay, tôi đã hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử đầy biến động cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 và vai trò của vua Quang Trung và vua Gia Long trong việc thống nhất đất nước. Tôi thực sự bất ngờ khi biết rằng người thực sự thống nhất đất nước là vua Gia Long chứ không phải vua Quang Trung như tôi vẫn nghĩ. Bài học về khát vọng thống nhất độc lập của dân tộc ta quả thật rất ý nghĩa. Cảm ơn Bình rất nhiều vì những chia sẻ thú vị ngày hôm nay. Cảm ơn Ngọc Mai, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã cùng khám phá lịch sử hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo